cung thỉnh chư tôn đức và mời đạo tràng khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư tôn đức an toàn, xin mời toàn thể đạo tràng đồng ngồi xuống. Và kính thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chương trình đặc sắc về âm nhạc. Thầy cho tất cả những tấm lòng mà chúng con gửi lên ngôi Tam Bảo, và cũng kính chúc cho gia đình luôn luôn mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Và trong đêm nhạc ngày hôm nay chúng ta sẽ có hai phần. Phần đầu là âm nhạc, và phần thứ hai là phần rất là quan trọng, đó chính là chúng ta sẽ cùng đến với phần nghi thức tâm linh. Rất mong buổi tối ngày hôm nay sẽ hoan hỷ mang đến cho quý vị thật nhiều những phút giây hạnh phúc cùng với Vu Lan Đại Thắng. Và bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu đêm nhạc Vu Lan Mùa Báo. Trần Nhân Tông vì anh côn, giữ nước rừng nước tiến dần vào Nam. Ngộ Phật lý thành Phật hoàng, Việt Nam Phật giáo muôn ngàn thiên cân. Là dân Việt lòng tri ân, Việt Nam Phật giáo sáng ngời hào quang. Thưa quý vị, với tiết mục Việt Nam Phật giáo rạng ngời hào quang cũng đã thay cho lời chào trân trọng nhất mà chúng con gửi đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý vị Phật tử. Chúng ta đang có mặt trong đêm nhạc Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2564 năm 2020, và kính chúc quý vị chúng ta sẽ có được thật nhiều sức khỏe và thân tâm luôn an lạc. Bây giờ để bắt đầu chương trình, chúng con xin được cung tỉnh Đại Đức Thích Lệ Ngôn, trưởng ban Hoằng Pháp tỉnh Long An, trụ trì chùa Ân Thọ, sẽ lên sân khấu và có đôi lời cùng với tất cả quý vị. Chúng con xin được cung thỉnh sư phụ ạ. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn thiền đức trong ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An và ban trị sự Phật giáo thành phố Tân An. Kính bạch chư tôn đức hiện diện, kính thưa quý quan khách và quý Phật tử. Tối hôm nay, lễ Vu Lan mùa báo hiếu năm 2020 tại nơi chùa Ân Thọ, với tinh thần tri ân và báo ân, hôm nay chúng con được vinh dự cung nghinh chư tôn hiền đức chào đón quý quan khách và quý Phật tử. Xin được chào đón quý vị bằng một tràng pháo tay thật hoan hỷ. Đến chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Thích Minh Thọ, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội, Phó trưởng ban thường ban trị sự Phật giáo tỉnh, trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Tân An, Hòa thượng đạo hiệu Thích Quảng Ý, thành viên ban trị sự Giáo hội tỉnh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam liên huyện Tân Thạnh Kiến Tường Vĩnh Hưng, sư phụ của chúng tôi, Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Chánh, viện chủ chùa Ân Thọ, cùng chư tôn hiền đức tăng hiện diện tham dự buổi lễ ngày hôm nay, xin được cung kính, cung tiếp và trân trọng giới thiệu. Xin được trân trọng giới thiệu bà
Trần Thị Nhanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, được chào đón quý Phật tử, quý thân hữu trở về tham dự ngày hôm nay. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật hoan hỷ. Và chúng ta sẽ đến với âm nhạc đầu tiên nói về ngày Mục Kiền Liên đi tìm mẹ, và chắc chắn để lại cho quý vị rất nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau. Bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục Mục Liên Cứu Mẹ qua phần thể hiện của Sang Hồng, Ân Thọ. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Cảm ơn quý vị ạ. Và tiếp nối chương trình, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục múa dân hoa cúng dường qua phần thể hiện của nhóm Sang Hồng, Ân Thọ. Soi đường kính
lạy Pháp là phương giải thoát. Gấm chân truyền y bát từ xưa, độ người qua đến bên bờ bên kia. Kính lạy tăng nhìn chỉ giới luật soi sáng tâm con, hạnh tăng vô nhân vận thánh bần, tự mình giác ngộ ly chân, giúp người giác ngộ chuyên cần công tu. Chắp tay tâm thành con cúi lạy, hướng hoa cung dường lên chữ Phật, đạo vàng tỏa sáng người phương, quý thầy diệu pháp soi đường con đi. Và đến từ Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Năm 1962 thì người du học ở bên Nhật, sau đó thì ngài mới thấy là có một người sinh viên cài lên ngực áo cho ngài, sau đó thì ngài mới thấy rằng là ý nghĩa rất là hay. Ở bên phương Tây người ta có hai ngày, đó là Mother Day và Father Day, nhưng mà chỉ có một ngày duy nhất, còn Vu Lan là nguyên một mùa luôn. Quý vị, chúng ta sẽ có một tháng và cài hoa như vậy, nó tượng trưng như thế này. Màu trắng nó thể hiện cái sự mất mát, đau thương mà mình đã mất cả cha lẫn mẹ.
Sau đó thì có lẽ rằng là quý vị cũng sẽ tự nghiệm lại bản thân của mình đã như thế nào với cha mẹ của mình. Còn trên ngực mình là hoa hồng thì có thể là còn cha, hoặc là đã mất mẹ, hoặc là còn mẹ đã mất cha. Còn về hoa màu vàng, đó là hoa tượng trưng cho sự tiếp nối của quý thầy, đó là sự giải thoát. Thì bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện nghi lễ cài hoa trên áo cho quý vị, để quý vị chúng ta có những kỷ niệm thật đẹp tại ngôi chùa này. Và bây giờ thì xin mời đội hoa chúng ta sẽ cùng ra và cài hoa trên áo cho quý vị thầy cũng như là quý vị Phật tử trong chương trình ngày hôm nay. Và cũng xin được mời ca sĩ Hồ Ngọc Giả sẽ cùng trình bày ca khúc Bông Hồng Cài Áo. Xin mời ạ. Mẹ là nơi
Thưa quý vị, tiếp theo chương trình mời quý vị cùng đến với ca khúc Công Cha Nghĩa Mẹ qua phần thể hiện của nam ca sĩ Bảo Thái. Làm yên ngựa cho con, một nắng hai mưa gia đình cha gánh hai vai, cho mẹ cho con cho cả cuộc đời. Con còn nhớ xưa cha thường đưa con đến lớp, cha dạy cho con tiên là học lễ, hậu là hồng văn. Ngồi suốt đêm thâu, những lần con ôm con đau, thương mẹ thương con, nhân nghĩa là lẽ sống đời cha. Cha là vận thái dương, rồi cho con bước đường tư, là ngọn núi cao che bao bùng sương gió đời con. Cha là chân thái dương dạy cho con những điều nhân nghĩa, cha là một tấm gương trong sáng dù năm tháng tàn. Theo ngày tháng trôi, lưng cha còng mắt kém tay run, cha còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời. Còn đó trong con những ngày thơ ấu qua mau, công mẹ ơn cha năm tháng dài nuôi lớn. Là ngọn núi cao che bao bùng sương gió đời con. Cha người thầy dắt con, dạy cho con tấm lòng nhân ái. Cha là một tấm gương trong sáng dù năm tháng. Ngày tháng trôi, lưng cha còng mắt kém tay run, cha còng trên lưng bao nhọc nhằn mưa nắng cuộc đời.
còn đó trong con những ngày thơ ấu qua mau. Công mẹ ơn cha năm tháng dài nuôi lớn đời con. Còn đó trong con những ngày thơ ấu qua mau. Công mẹ ơn cha năm tháng dài nuôi lớn đời con. Dạ xin cảm ơn. Cùng thưởng thức ca khúc Phương Xa Nhớ Mẹ có phần thể hiện của nam ca sĩ Huy Cảnh. Sớm tao từng dãy gánh gồng, mẹ chăm lo đàn con. Mẹ như là chẳng mưa nắng, nuôi đàn con khôn lớn nay xa vắng. Đã lâu chưa về thăm mẹ và đua chốn xưa. Bao tháng năm dài con nhớ hoài, mẹ gian nắng ngày đêm. Sương ướt dai gầy quá ngó lầy, mẹ buông ba chưa xa. Từng cơn sao đắng mẹ hai, từng lon rau muốn mẹ gặt. Chắc chiêu những hạt lúa vàng trên cánh đồng làng. Càng đi càng thương, thương sao dáng mẹ gầy gò. Thân mẹ cánh cò ngược gió bờ sông. Chẳng than chẳng oán một lời, thương mẹ một đời không có ngày thanh thơi. Lâu lắm chưa về thăm mái nhà, mẹ tôi đang chờ mong. Tóc trắng lưng đồng dãy gánh gồng, mẹ run run gầy trè. Chờ con xa xứ bên hiên vắng, hoàng hôn phai nắng bên sông đó. Nhớ thương quê nhà mắt cay lệ trao vì nhớ mẹ già. Càng nghĩ càng thương, thương sao dáng mẹ gầy gò. Thân mẹ cánh cò ngược gió bờ sông. Chẳng than chẳng oán một lời, thương mẹ một đời không có ngày thanh thơi. Lâu lắm chưa về thăm mái nhà, mẹ tôi đang chờ mong. Tóc trắng lưng còng mắt đã nhòa, mẹ run run gầy trè. Chờ con xa xứ bên hiên vắng, hoàng hôn phai nắng bên sông đó. Nhớ thương quê nhà mắt cay lệ trao vì nhớ mẹ già.
nhờ con xa xứ bên hiên vắng, hoàng hôn phai nắng bên sông đó, nhớ thương quê nhà mắt cay liền trao gì nhớ mẹ già. Dạ, A Di Đà Phật, xin cảm ơn. Trời lại đổ mưa rồi, trời rơi lệ rồi. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai rất nhanh và ngắn gọn, là chúng ta sẽ đến với phần dân y. Đây là phần rất là đặc biệt, và bây giờ chúng con xin được cung thỉnh trụ trì chùa Ân Thọ Đại Đức Thích Lễ Ngôn sẽ cùng lên sân khấu có đôi lời cùng với quý vị ở đây và đội dân y. Chúng ta vào vị trí chuẩn bị chiến đấu với mưa gió bão bùng để dân y cho quý thầy mình có chút phước để dành. Chúng con thành tâm cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, hoan hỷ quang lâm nơi đạo tràng để chứng minh cho buổi lễ ngày hôm nay. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng, toàn thể hội trường xin hoan hỷ khởi thân trang nghiêm để cung nghinh Hòa Thượng Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An quang lâm. Được cung kính cung tiếp và trân trọng giới thiệu Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An quang lâm. Thượng tọa Đạo Hiệu Thích Đức Hoàng, Phó Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Long An. Giờ này xin quý vị dâng y cúng dường chư tôn thiền đức. Hoài đức chi bằng sắc giang thanh bạc, mùa hàng xa muôn nỗi gương từ phụ thế tôn, quảng khai giáo pháp tam môn bốn ngàn. Ngày nay thiền tĩnh ca thang ca xa đại lễ nghiêm trang cũng dường, dân y với tấm lòng thành ba dòng nhiều phần thành tấm nguyện cầu chư tăng quan nghi nạp phong tu hành tinh tấn gần ngày giang lao cầu mau thoát khỏi hoa tan. Tu hành tinh tấn không ngày giáng lao, mong cầu Phật pháp bền lâu thâm nhung trăm họ năm châu thanh hành, cầu cho cả thảy chúng sanh cuối đầu hương thiện tâm thành cả xa tham sân đón giấc bồ đề đến nơi bạch đại đức từ bi minh chứng ca xa này dân cũng tăng niềm xin người nhận lãnh phước ban cho con tấn đạo bình an đời đời. Sư Bồ Tát Nam Mô chứng minh Sư Bồ Tát Nam Mô chứng minh Sư Bồ Tát Nam Mô chứng minh Sư Bồ Tát.
hoài đứng chi bằng dẫn danh lần lần của hàng sa môn nỗi gương từ phụ thế tôn quảng khai giáo pháp tam môn bốn ngàn ngày nay thiền tĩnh ca khang ca sa đại lễ nghiêm trang cũng dường dân y với tấm lòng thành ba dòng nhiều phật thành tấm nguyện cầu chư tăng quan nghi nạp thọ tu hành tinh tấn chẳng nài gian lao cầu mau thoát khỏi quả ta tu hành tinh tấn không ngại gian lao mong cầu Phật pháp bền lâu thâm nhung trăm họ năm châu thanh hành cầu cho cả thầy chúng sanh hồi đầu hướng thiện tâm thanh quy từ bi tu hành xa kiến hướng về lợi tha tự thân đắp mặt cả xa tham sân đồn dứt bồ đề đến đời bạch đại đức từ bi minh chân cả xa này dân cũng tăng ni xin người nhận lãnh phước ban cho con tấn đạo bình an đời đời nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát nam mô chứng minh sư bồ tát Bồ Tát Nam Mô chứng minh sư 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 Bồ Tát dân nghi đã được thành tựu viên mãn. Và buổi lễ ngày hôm nay đầy tính chất trân trọng và cung kính. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh lời đạo từ từ Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, Phó Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thành kính cung thỉnh Hòa Thượng quan lâm lễ đài ban lời đạo từ. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo tất đại chứng minh cưỡng nguyện ân thọ đường thượng lịch đại tổ sư khai sơn tạo tự truyền giáo truyền giới già lam thánh chúng tất đại chứng minh kính bạch chư tôn đức trong thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tân An chư tôn đức tăng ni hiện diện thưa quý vị khách quý cùng toàn thể nam nữ Phật tử xa gần. Mùa Vu Lan Thắng Hội là mùa hiếu hạnh của những người con Phật. Nó đã đi vào lòng dân tộc của Việt Nam chúng ta như là một cái lễ hội tình người. Lễ hội văn hóa tình người nêu cao tinh thần biết ơn và đền ơn. Đối với người Phật tử, ngày rằm tháng 7 mỗi năm là ngày xá tội vong nhân, thể hiện tinh thần biết ơn, nhớ đến tứ trọng ân, ơn tam bảo khai đường chỉ lối, ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ và cha, ơn tổ quốc mình sanh cư và ơn của đồng bào chúng sinh vạn loài tương lân với nhau.
Tinh thần tri ân và báo ân đó như nhắc nhở tất cả mọi người Việt Nam có tín ngưỡng Phật giáo hay không có tín ngưỡng Phật giáo đi nữa, nó cũng nghiễm nhiên là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, là cơ hội để chúng ta quan tâm, nhắc nhở cùng nhau thể hiện những nghĩa cử cao đẹp bằng tinh thần hiếu đạo, bằng tinh thần tri ân và báo ân với tất cả mọi người, để trở thành một công dân tốt, một người tín đồ tốt. Do như vậy, năm nay mặc dù trong cái thời điểm cả nước cố gắng cùng nhau chung tay góp sức để phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh SARS-CoV-2, nhưng giới Phật giáo cũng theo sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội thực hiện một tinh thần, đó là làm thế nào để bảo đảm được giữ gìn cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, để cùng nhau phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cũng cùng với nhà nước chiến thắng được đại dịch COVID-19. Do vậy, lễ hội Vu Lan ở tại tỉnh Long An thực hiện theo tinh thần của Trung ương Giáo hội và của tỉnh hội. Tất cả các cơ sở tự viện ở trong tỉnh nhà, tùy theo điều kiện của mình, bảo đảm được sự an toàn mà tổ chức lễ hội Vu Lan, nhất là quan tâm đến truyền thanh, truyền hình qua phương tiện online, qua phương tiện Internet. Do như vậy, quý chư tôn đức, tăng ni, quý vị Phật tử của tỉnh Long An chúng ta đã có một mùa Vu Lan hết sức là khiêm nhường nhưng đầy ý nghĩa thiêng liêng. Có lẽ là tối hôm nay đặc biệt nhất, một tự viện là chùa Ân Thọ ở phường 5 thành phố Tân An, được sự cho phép của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Tân An, Đại đức Thích Liệt Ngôn, trưởng ban quần pháp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, đã cố gắng tổ chức đêm văn nghệ mừng lễ Phật đản Vu Lan Thắng Hội, mừng ngày truyền thống về hiếu hạnh, để tri ân và báo ân. Đêm văn nghệ đã có sự góp mặt của văn nghệ sĩ, ban văn nghệ đã cho chúng ta những bài hát rất hay, những cái được múa minh họa rất thiêng liêng, ý nghĩa. Xin chư tôn đức và toàn thể quý vị khán thính giả có mặt cho tràng pháo tay để tán thán công đức này. Và đặc biệt chúng tôi rất là cảm xúc, đội văn nghệ cũng thay mặt ban tổ chức dân y lên chư tôn đức tăng hiện tiền. Thưa quý vị, y là một pháp phục thiêng liêng tiêu biểu của người tu sĩ Phật giáo. Nó nói lên ý nghĩa gọi là giải thoát phục, tức là người được mang đắp cái y này hướng đến thành tựu giới, thành tựu định, thành tựu tuệ, và luôn luôn hướng đến trao dồi giới định tuệ đó để thể hiện đức tính từ bi, hỷ xả mà cứu độ chúng sinh. Cho nên y cũng còn là một ý nghĩa thiêng liêng, nói lên cái hạnh nguyện là cứu mạng y, giải thoát phục cứu mạng y. Đó là những cái ý nghĩa mà chư tôn thiền đức không quên hạnh nguyện của mình là trên cầu Phật đạo dưới khóa độ chúng sinh. Chúng tôi đến đây trong cơn mưa cùng với quý vị, lòng dặn lòng nguyện mười phương ta bảo chứng minh, gia hộ mưa đông mưa tây, mưa xây chỗ khác, mưa tránh chỗ này, để đêm văn nghệ của Đại đức Lệ Ngôn được thành tựu trọn vẹn nhất. Và có lẽ sự hiện diện của chư tôn đức và lòng thành của tất cả quý vị bây giờ, chư thiên cũng cảm động ngưng mưa cho chúng ta có cái buổi giao lưu này. Đáng lẽ chúng tôi nói vài câu rồi xuống, nhưng mà giờ hết mưa rồi nói thêm chút xíu nữa quý chư tôn đức. Thưa bạch chư tôn đức, thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể Phật tử, đêm văn nghệ này cũng mong muốn chuyển tải những thông tin thiêng liêng, nghĩa tình đến với tất cả những người Phật tử trong tỉnh Long An sẽ được theo dõi qua trang mạng Phật giáo Long An.
Nhưng vì là có mưa cho nên chúng ta cũng bị gián đoạn một chút, bây giờ hết mưa rồi. Và xin cho phép chúng tôi có lời chúc Vu Lan đến tăng ni Phật tử trong tỉnh nhà. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể Phật tử tỉnh Long An, mùa Vu Lan Thắng Hội lại về với những người con Phật. Chúng ta đã tích cực góp phần phát triển Phật giáo tỉnh nhà. Chúng ta đã tích cực ủng hộ một mùa an cư kiết hạ đầy đủ những ý nghĩa thiêng liêng. 11 trú xứ an cư kiết hạ tại tỉnh Long An đã thành tựu một cách tốt đẹp nhất. Chúng ta đã tích cực góp phần trao những phần quà tình thương nhân mùa Vu Lan Thắng Hội, như là một sự tri ân đối với những gia đình cô bác có hoàn cảnh khó khăn, những người còn gặp khó khăn nhất định do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tất cả các cơ sở tự nguyện tùy theo điều kiện của mình ít nhiều đã đóng góp, đã thể hiện. Và chúng tôi biết hiện nay còn một số chùa đang chuẩn bị những cái chương trình từ thiện trong tháng 7 này, rất là tán thán công đức và những ý nghĩa thiêng liêng quý vị đã chuẩn bị và sắp xếp như vậy. Và năm nay theo tinh thần Vu Lan Thắng Hội, để cùng nhau chia sẻ, động viên, vượt khó, rất mong trong thời gian tới chư tôn đức tăng ni và Phật tử của mình tiếp tục nêu cao tinh thần chung tay góp sức giảm nhẹ ảnh hưởng dịch bệnh Covid. Chúng ta không được chủ quan, hãy áp dụng những phương pháp phòng tránh dịch bệnh của mình và hãy chia sẻ tinh thần đó đến với mọi người. Và rất mong rằng đêm văn nghệ mừng Vu Lan Thắng Hội, mừng hiếu hạnh, chúng ta tri ân bằng cách là một người Phật tử chánh tín Tam Bảo, luôn sống với tinh thần từ bi trí tuệ của Đạo Phật để mọi người được an lạc và giải thoát. Chúng ta hãy đem tinh thần tri ân đến ông bà cha mẹ của mình bằng những nghĩa cử cao đẹp, là biết phụng dưỡng ông bà cha mẹ, biết kính phận người lớn, và hãy thành tựu những sự nghiệp học vấn và những sự nghiệp kinh doanh của mình trong tinh thần chánh nghiệp để xây dựng gia đình, được cung phụng mẹ cha yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Mong rằng chư Phật tử hãy phát huy tinh thần này, sống ngay thẳng và bố thí giúp quyến thuộc thân bằng hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Rất mong quý Phật tử của chúng ta sống với tinh thần này để chung tay góp sức xây dựng quê hương đất nước. Chúng ta nhớ ơn tổ quốc mình sanh cư cũng đồng nghĩa là nhớ ơn công khó của những người lãnh đạo quốc gia dân tộc đã đi qua, đang hiện tại và những người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho tổ quốc này được độc lập, tự do và hạnh phúc. Là một người Phật tử chân chánh, là một người Phật tử chánh tín và một người công dân tốt, hãy cùng nhau góp phần xây dựng quê hương đất nước. Và chúng ta nhớ ơn đồng bào tương lân chúng sinh vạn loài, hãy phát huy tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc, mọi người biết tương thân tương ái và thành tựu. Nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ, xin đem công đức hôm nay của Đại Đức Thích Lễ Ngôn, trưởng ban Hoằng Pháp Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trụ trì chùa Ân Thọ và tập thể chư tăng Phật tử chùa Ân Thọ đã hiến cúng một buổi, một đêm văn nghệ đầy nghĩa tình Vu Lan Thắng Hội, và xin được tán thán công đức và tri ân công đức của chư tôn thiền đức tăng ni đã ủng hộ cho buổi lễ, quý vị khách quý và toàn thể Phật tử đã có mặt hôm nay. Đó là nói lên một tinh thần hộ trì chánh pháp lâu bền thế gian, lợi lạc khắp chúng hữu tình, và mong rằng những cái mô hình sinh hoạt văn hóa văn nghệ của Phật giáo như hôm nay, nó là tất cả những ý nghĩa mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Xin trân trọng tri ân và chúc an lành đến tất cả chư tôn đức quý đại vị. Nam mô A Di Đà Phật. Thành kính tri ân lời đạo từ quý báu của Hòa Thượng. Hòa Thượng đã đến bằng tất cả tấm lòng thương đối với chùa Ân Thọ, đối với chúng con. Ban đạo từ bằng tất cả tấm lòng của một vị thầy cao cả.
để chứng minh công đức cũng như là chúc phúc cho đạo tràng. Thay lời cho ban tổ chức và bổn tự, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng. Xin kính nguyện Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng, Pháp Thể Khương An, chúng sinh dị độ, Phật Đạo viên thành. Giờ dạ. này xin mời MC. Dạ. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Trần Thị Nhanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sẽ cùng lên sân khấu có một bó hoa tươi thắm dành tặng cho trụ trì chùa Ân Thọ, Đại Đức Thích Lệ Ngôn ạ. Dạ, xin được trân trọng kính mời. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi biết rằng là có những cái nghịch duyên là trời mưa, xong rồi trời lại tạnh. Bây giờ chúng ta lại thấy là trời quang mây tạnh rồi, mình sẽ hoan hỷ tiếp tục thưởng thức âm nhạc quý vị nhé. Và chúng ta sẽ cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn bà Trần Thị Nhanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã cùng đến đây để trao tặng bó hoa tươi thắm. Và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn và chúc bà thân tâm luôn an lạc ạ. Dạ. Bây giờ quý vị ơi, quý vị ơi, trời ơi sao một cơn mưa tầm tã đông dữ ta ơi. Dạ. Dạ, bây giờ xin mời quý vị, chúng ta mình sẽ đứng lên, mình hoan hỷ mình đứng lên nha, để mình cung thỉnh quý thầy sẽ về phòng mình nghỉ ngơi một tí xíu, rồi chúng ta ở lại đây là mình sẽ thưởng thức âm nhạc ạ. Dạ, con xin được cung thỉnh Hòa Thượng và chư Tôn Đức, chúng ta sẽ dạ, mình lên mình chụp tấm hình lưu niệm cùng với chùa Ân Thọ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Sao vậy chưa chịu đi? Tôi không có cần. Dạ, một lần nữa chúng con xin được cung thỉnh quý thầy sẽ cùng lên sân khấu để lưu lại tấm hình kỷ niệm trong lễ Vu Lan năm 2020 ngày hôm nay. Dạ. Dạ, máy của chúng con đã sẵn sàng ạ. Xin mời quý Hòa Thượng sẽ cùng cười thật là tươi. Dạ, để mình lưu lại khoảnh khắc này ạ. Cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, chúng con xin được cảm ơn ạ. Dạ, chúng con xin được cung thỉnh quý chư tăng mình sẽ về phòng khách để mình nghỉ ngơi ạ. Dạ, chúng con xin được cảm ơn bởi vì sự hiện diện của quý chư tăng tại đây. Đây là niềm vinh dự của chúng con rất nhiều. Dạ, chúng con xin được cảm ơn. Và anh chị em nghệ sĩ ơi, mình chuẩn bị tiếp tục phần mình ạ. Thương gì, muốn tục quyền với gì.
nhưng mà tôi phản đối. Vì gia đình bên chồng tương lai của tôi á, lại là một gia đình danh gia vọng tộc. Họ không chấp nhận ba tôi đi cưới vợ, lại là một bà vú nuôi, người ở mướn. Ba tôi lánh mặt á là để cho dì đi đó. Dì hiểu chứ, con nấn ná ở đây để làm gì? Cô hai nói ít, tôi hiểu nhiều. Sở dĩ tôi muốn nấn ná ở lại đây một chút là vì cô hai. Vì tôi là người nuôi vú cho cô hai. Nói thì quá ra tôi nịnh, nhưng thiệt tình tôi thương cô như là con đẻ của tôi vậy. Cảm ơn dì, nhưng tiếc rằng dì không phải là mẹ đẻ của tôi. Đành vậy cô hai à, rồi một ngày kia cô sẽ thành gia thất, cùng với Dương hai có một mụn con. Khi bồng đứa trẻ sơ sinh nằm gọn trong lòng, tia mắt hồn nhiên cũng thâm trầm tình mẫu tử. Đó là những bà mẹ ngày nay thường nuôi con bằng sữa bò sữa bô. Hương chi thở xuân xanh, tôi phải ăn cơm đỏ muối tiêu để tạo bầu sữa ngon. Trong khi tâm thân đã tiều tụy, tình cảm của một bà vú với tình cảm của một bà mẹ. Dì hiểu mà, dì hai. Không bao giờ tôi lầm lẫn đâu cô hai à, nhưng phần tôi vô phước sinh con mà không nuôi được, nên đối với cô tôi phải tự nhủ lòng. Dù bà biểu cho cô thôi bú, buộc lòng tôi phải thoa dầu lên đầu vú, luộc hột gà quăng dưới sàn để cho cô lượm cô ăn. Có lần cô nhớ sữa khóc thét lên, tôi lén bồng cô ra giường cho bú lại. Cô hai ơi, con của người ta mà người ta còn dứt sữa, không phải con mình mà mình chịu cực khổ làm chi. Vú nói xong chưa? Chuyện cũ cứ nhắc lại hoài nghe chán muốn chết hả? Dạ, dạ tôi nói xong rồi. Xin phép cô tôi đi. Mà quên nữa, hồi nãy cậu Tấn có nhờ tôi đưa cái thư này cho cô, và dặn là cô phải đọc cho thật kỹ đó.
Thằng cứ quan trọng quá vấn đề. Dạ, thì tại cậu dặn tôi vậy đó. Cảm ơn dì. À, mà khoan đã, dì chờ tôi đọc thơ rồi hãy đi. Chắc nó muốn xin tôi cho dì thêm tiền để về quê sinh sống chứ gì. Để coi nó muốn gì tôi làm luôn một thể, cho khỏi tốn thời gian gọi dì đi tới đi lui. Sài Gòn ngày 21 tháng 10 năm 1952. Tấn, con trai của má. Ủa? Đâu phải nét chữ của thằng Tấn? Đây là nét chữ của má tôi mà. Ba con và bác sĩ giấu má, nhưng má biết mình không còn sống được bao lâu nữa, nên má viết thư này để trăn trối cho con biết vài điều quan trọng mà má đã giấu kín. Hồi đó ba má sống với nhau lâu rồi mà không có con. Đi coi bói, thầy bói nói nếu sinh một đứa con nuôi thì má mới thuận sanh và gia đình ta mới làm ăn phát đạt. Thời mai có một người đàn bà nghèo đến cho má một đứa con gái của bà ta. Đừng cô hai ơi, cô đừng có đọc nữa cô ơi. Má buộc người mẹ phải làm giấy cam đoan suốt đời không được nhìn nhận con, và ngược lại má bằng lòng cho bà ta nuôi dú đứa trẻ kia cho đến ngày khôn lớn. Người mẹ cho con kia là dì hai ở dú, còn đứa bé gái kia là con Thanh. Từ đó gia đình mình làm ăn phát đạt. Hay năm sau má mới sinh ra con. Tân ơi, con chỉ nói sự thật, khi nào chị hai con thành gia thất và phải luôn yêu thương kính trọng bà Vũ và chị Thanh con như ruột thịt, má sẽ ngậm cười nơi chính số. Vĩnh biệt con trai cưng của má. Trời ơi, vì ai nuôi dưỡng là má ruột của tôi. Má, má là một đứa con bất hiếu, má hãy tha tôi cho con nghe má. Không, không đâu cô hai, cậu Tấn sợ tôi bị đuổi nên cho người mạo thơ gạt cô hai đó. Không phải vậy đâu cô hai ơi. Má, dòng sữa ngọt của má đã nuôi con đến ngày khôn lớn, thì lẽ đâu trái tim con lại khô cạn máu thâm tình. Con đã vô tình chôn sâu sự thật vào trong dĩ dàng, sớm hết đời con bằng sự giàu sang vay mượn của người ta, để cho con không tròn đạo hiếu. Không, không đâu cô ơi, không. Má, xin má đừng dùng tiếng của hai để gọi con nữa. Con lại má.
người nuôi vú cho cô hai. Tôi sung sướng được nhìn cô sống thảnh thơi trong sáng giàu, còn như một loài hoa chùm người sống bám vào một gốc cây thân to tàn sông. Sự tương mình vĩ đại nhìn lao say yêu đôi mong manh. Gặp món ăn mà ba thích, thằng Tấn nó còn biết mua về, còn con tôi kêu má bằng gì hơi. Nhưng trong thâm tâm con xem má là người ở mương, mà con có quyền sai bao rầy la. Con của má, tình thương của người mẹ. Nhưng tiếng con tha thiết của má từ đây con sẽ không còn nghe nữa, vì má phải lánh xa con. Má đi chôn giấu cái cội nguồn không rực rỡ. Không, không đâu má ơi, để cho con khỏi bị bên chồng khinh rẻ thì hạnh. Đây là một cái vở cải lương trích đoạn ạ. Quý vị xem cũng có những cái cảm xúc riêng của mình, và chúng ta cũng sẽ cảm thấy là qua cái trích đoạn này mình nên sống thật hơn, đúng không ạ? Mọi thứ nó chỉ là giả tạo mà thôi, giả tạo một cuộc đời này. Và bây giờ sẽ là một cái khoảnh khắc mà chắc có lẽ là mang đến cho quý vị nhiều cảm xúc lắm, đó là thân mẫu của trụ trì chùa của chúng ta là chùa Ân Thọ ngày hôm nay cũng có một bó hoa tươi thắm dành tặng cho mẹ của mình. Dạ con xin mời thầy chủ trì ạ. Con xin mời. Dạ con mời thân mẫu dạ lên sân khấu để nhận bó hoa tươi thắm này. Quý vị ơi, mình dành một tay thật lớn ạ. Dạ đây. Dạ con mời ạ, con mời. Đây là giây phút mà Thảo Quy nghĩ là ai cũng đều mong đợi hết khi mà sinh con mình trưởng thành, và rất là mong con mình. Thầy không biết nói gì khi đứng trước sân khấu khi hình ảnh mẹ thầy. Hôm nay sao kỳ ta giảng sư mà. Quý vị vỗ tay nữa coi nè. Giảng sư đi giảng về tình mẹ. Đi giảng về Du Lan, giảng về báo hiếu, mà bữa nay sao đối diện trước thực tế nó lại nghẹn ngào dữ vậy không?
Thì thưa quý vị, mẹ của thầy năm nay là 75 tuổi, thầy rất là mừng. Ủa, kỳ nữa chị. Khi hôm nay mẹ thầy đến đây và mạnh khỏe như thế này, không để mẹ đứng lâu, thầy xin được gửi lời nói đối với người mẹ và thân thương của thầy, một bậc mẫu tư mà đã tạo cho thầy nên hình hài cũng như là ủng hộ cho thầy trên bước đường tu học cho đến ngày hôm nay. Xin tri ân mẹ. Thật sự hình ảnh này chúc mẹ luôn nhiều sức khỏe và mẹ niệm Phật nhiều hơn nữa để thân tâm thường an lạc, để cho phúc báo cho gia đình của chúng con, của anh chị em và các cháu của chúng con xin được tặng mẹ bó hoa tươi thắm. Quý vị một tràng pháo tay thật là lớn để cùng với thầy. Hình ảnh này thật sự là chạm đến trái tim của tất cả chúng ta. Và quý vị còn cha còn mẹ, chúng ta hãy trân trọng, yêu thương và mang những điều tốt đẹp nhất đến với cha mẹ của mình. Và lúc này đây thì nữ ca sĩ Ngọc Trọn cũng sẽ có một ca khúc, đó là Vu Lan Nhớ Mẹ, cũng sẽ hát để tặng với quý vị. Và ca khúc này Thông Uy nghĩ rằng là sẽ mang đến cho quý vị nhiều cung bậc cảm xúc lắm. Dạ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi giữa bàn trong
một kiện liên dùng hết phép thần thông cũng không có cách nào cứu mẹ. Mẹ ơi hãy chờ con về bạch Phật để tìm cách nào giải cứu mẫu thân. Dạ bây giờ thì dạ chương trình của mình cũng viên mãn, trời cũng mưa luôn rồi. Dạ xin mời anh chị em nghệ sĩ chúng ta có tên mình sẽ cùng một lần nữa ra sân khấu để chào quý vị và nhận những bó hoa tươi thắm mà thầy sẽ gửi tặng đến ạ. Mút cái lời đáp. Dạ xin mời ca sĩ Kim Cương, nghệ sĩ Kim Cương, nghệ sĩ Tường Vi, nghệ sĩ Bảo Thái, nghệ sĩ Ngọc Trọn, ca sĩ Hà Quyên, ca sĩ Hồ Ngọc Giả, ca sĩ Huy Cảnh, nhạc công Huỳnh Quốc Truyền, Vũ Đoàn Lửa Việt, ca sĩ Nhí Minh Đạt, ca sĩ Nhí Mai Huyền, ca sĩ Nhí Hồng Ánh, tổ chức sự kiện Báo Đen sẽ cùng lên sân khấu để nhận bó hoa tươi thắm và bằng công đức mà thầy gửi tặng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc quý vị an lạc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình dù trời mưa. Dạ thầy có muốn nói gì nữa không ạ? Cảm ơn quý vị nha. Chúc quý vị một đêm ngon giấc ạ.